luyện viên Chu Xie của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm trước trận gặp Nhật Bản tại ASEAN Cup 2023. Ông tin rằng dù Việt Nam có thể thua nhiều trận, nhưng vẫn có khả năng tạo nên bất ngờ và thậm chí có thể đánh bại đối thủ mạnh mẽ như Nhật Bản. Huấn luyện viên Chu Xie cũng cho biết ông hiểu Nhật Bản rất mạnh do đã có kinh nghiệm làm việc ở đây. Nhà cầm quân Pháp cũng lên tiếng về chiến thuật, nói rằng Việt Nam có thể chuyển sang đá phòng ngự số đông và dự đoán rằng đội bóng có thể chỉ giữ bóng khoảng 20% trước Nhật Bản. Ông tự tin cảnh báo Nhật Bản về khả năng gây bất ngờ của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Xie coi ASEAN Cup là đấu trường danh giá nhất châu Á, là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam chứng minh sức mạnh của mình. Về cơ hội đi tiếp, ông cho rằng dù không có kết quả tốt trước Nhật Bản, Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu với Iraq và Indonesia, nên cơ hội đi tiếp vẫn mở ra. Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày mai, và nếu Việt Nam giành chiến thắng, đây sẽ là một cơn địa chấn châu Á tại ASEAN Cup 2023.